Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi cho mọi người trên một cái khuôn môi dưới của kỹ thuật chúng ta đi, đó là kỹ thuật bong trong mỏng mịn nha mọi người ơi. Với kỹ thuật này thì mọi người chỉ cần đi một lớp nhẹ cho em như thế này thôi ạ, để chúng ta nhìn thấy được những cái hạt mực và những cái hạt của chúng ta bong trong mỏng mịn luôn nhé. Và với kỹ thuật này thì hoàn toàn sẽ dành cho những ai mà thích trong mỏng mịn nhé. Và màu của chúng ta sẽ nhạt ạ, tại vì khi các bạn đã chọn cái phần bong trong mỏng mịn rồi thì các bạn hạn chế cho đậm màu lại thì cái phần của mọi người cũng sẽ tơi nhá. Tiếp đến nữa mọi người cùng nhìn cái phần mép môi này, phần khó bám nghĩa là cái phần bé thì chúng ta sẽ hơi nghiêng góc kim để chúng ta giải. Và cái đoạn đầu này chúng ta phải đi tơi tay ra, thoáng tay ra. Đoạn thứ hai là cái đoạn sang rất là gì ạ? Bản sang nó rất là to thế này thì mọi người sẽ sang chậm lại cho em. Tiếp tục cái bản xuống dưới này, cái bản cuối cùng này, cái bản leo núi bị dốc xuống đúng không mọi người? Vậy thì cái đoạn này mọi người phải đi cho em sát khít nhau thì đó là mọi người đã đi thành công khi mọi người nhớ được 3 điểm đó rồi ạ. Bây giờ mọi người cùng nhìn em cách mà em giải hạt trong mỏng mịn trên bề mặt môi nhá. Đầu tiên phải tay của em vẫn là 1 cm và em đánh những cái hạt rất là thưa ạ. Đây là dành cho những tín đồ mà thích bong trong mỏng mịn ấy ạ.